ơi vàng ơi, ơi vàng, ơi vàng. Là nơi quang mắt cho đời tôi, chân nhờ tôi vẫn nhớ hoài, rằng lòng tôi vẫn nhớ hoài sông Đà Lạt. Anh ơi, anh có nhớ rằng miền cánh đồng quê hương mình, nắng vàng cánh đồng lúa chín vàng, chân chung chung đàn ông mang cây rượu, đàn bà đang mang cùi khi gọi cơm băng là chui. Chân vừa bước tới trời, tới ngọn lửa đang bay khói. Ôi đẹp thay quê hương mình, nhớ lại tôi vẫn nhớ hoài. Trên đường đi đầy mùi thơm lá cò hoa, nhớ tôi vẫn nhớ hoài cánh đồng và thưởng thức những lời ca tiếng hát cũng như những điệu múa xoan hết sức dịu dàng nhẹ nhàng của các cô gái và chàng trai Ba Na. Vâng, kính thưa quý vị, người Ba Na cư trú chủ yếu ở cao nguyên trung phần Việt Nam và tập trung tại một số tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Bình Thuận. Phục của người Ba Na ăn mặc rất giản dị. Đàn ông thường ở trần hay mặc áo cộc tay, đóng khố dài và rộng. Đàn bà mặc áo cộc tay kín ngực, mặc váy dài. Ngoài ra, phụ nữ còn quấn một tấm vải quanh lưng để điệu con nhỏ mỗi khi đi rẫy hay về phố chợ. Đến với đồng bào Tây Nguyên, chúng ta thường bắt gặp những hình cụ già, phụ nữ, đàn ông và trẻ nhỏ đeo những chiếc gùi lên nương xuống chợ. Họ gùi mọi thứ như củ măng, lỗ, thảo mộc. Xin
sống trong điều kiện địa hình rừng núi, không thể dùng các phương thức vận chuyển như gồng gánh, đội, thì gùi là phương thức vận chuyển phù hợp với cư dân bản địa Tây Nguyên. Cho nên đàn mới nói